Món ăn vật nào được các tỷ tỷ ca ca ở Trung Quốc mê nhất? Chô đô phu. Hi, ni hao, xin chào mọi người, mình là Chu Chu. Đậu hũ thối mình đã ăn mấy lần rồi nhưng mà đều cảm giác bình thường thôi. Nhưng mà các bạn người Trung Quốc bảo mình là nên thử cái nhà mà bán đậu hũ thối ngon nhất Hàng Châu rồi mới biết là nó có ngon hay là không. Ok, và ngày hôm nay mình và mọi người cùng đi xem nhớ nha nhé. Để tới chỗ đó thì mình phải ngồi xe. Xong cái mình phải đi bộ. Xong cái ngồi xe. Nhìn sơ qua quán này không có nhân viên, chỉ có hai ông bà nương tựa vào nhau mà sao. Nhìn vậy thôi chứ không phải dậy đầu nha. Quán này kinh doanh cũng được 30 năm rồi, truyền thông báo chí mạng xã hội đua nhau khi vừa mới tới nơi đã thấy có mấy người xếp hàng chờ. Nhìn quán nhỏ rồi trang trí dụng cụ thô sơ, mình nghĩ là giá rẻ thôi. Nói vậy là mọi người nghĩ nó mắc đúng không? Chứ thực ra là nó rẻ bất ngờ. Vì giá ở đây thực sự là giá rẻ nhất trong những cái quán mà mình từng ăn. Mình không có nói chuyện với ông bà nhiều nhưng mà cảm giác đơn sơ mộc mạc giản dị dễ thương sao á. Đậu hũ thối 13 tệ, bánh tủ có 2 tệ, nơi khác là 5 tệ luôn. Cái đậu hũ thối là mọi người nghĩ tới ngay là nó thối. Nhưng mà cái món mình đang ăn nó đã được chiên lên trong vòng mấy phút. Phần ngoài của nó rất là giòn. Nói vậy là mọi người nghĩ là nó không thối nữa chứ nó vẫn thối như thường nha. Còn là món này nhưng mà khi mình ăn nơi khác mình không thấy nó thối. Nhưng mà khi ăn quán này thì mọi người có biết là thôi nó tiếng Hà Tĩnh hay sao không? Thôi xin cơ mít đi. Lời đồn nó như là lời đồn. Quán này ngon thì có nhà. Có làm mới có ăn đủ thối, có thối thì mới có ngon. Cái mình đang ăn là bánh tổ. Mình thấy là mùi vị nó không có vượt trội so với nơi khác. Nhưng mà giá này quá là bèo luôn. Ây ai, anh chưa follow thì follow tôi nha.